của Bình Thạnh giữa một Sài Gòn hoa lệ rất là đông đúc. Thì chúng ta sẽ khám phá cái món ăn đường phố, món ăn rất nổi tiếng của người Huế là những cái món bánh bèo Huế nè, bánh lọc, bánh nậm, bánh ít nè, bánh đúc, nem chả Huế. Và đây là được chị mình chọn là chị Hương bán đã 22 năm rồi, một người con gái Huế bán bánh bèo Huế tại số 359 Lê Quang Định, phường 5 Bình Thạnh nha. Rất là đông khách và bán từ 2 giờ chiều tới 7 giờ tối. Tỷ già gốc Huế bán bánh bèo đã 22 năm tại 359 Lê Quang Định rồi đây. Bánh bèo Huế 359 nha các bạn. Chị bán một địa điểm này thôi hả cô Hương? Dạ em bán ở đây hai mấy năm rồi, một chỗ đấy thôi. Là cô Hương là người gốc Huế luôn chắc? Dạ gốc Huế. Em ở Vĩ Dạ. Vĩ Dạ luôn. Dạ. Thôn Vĩ Dạ phải không chị Hương? Dạ. Thì cái này là ban ngày mình làm. Dạ đúng rồi, sáng làm tới 2 giờ chiều là dạ. Mình dọn ra. Dạ đúng rồi. Rồi khoảng 7 tối là mình hết hàng là mình nghỉ. 7 giờ là hết rồi đó anh. Cái này 22 năm rồi thì khách quen là chủ yếu chứ chị Hương dạ, hả? Đúng rồi, dạ, khách quen là nhiều anh. Đây là chị đang lột cái dạ, bánh lọc. Lọc. Bánh bột lọc của Huế đây. Dạ, dạ đúng rồi. Thì, đang lột ra để mà khách dạ, đây. Có thể tiền ăn là chị dạ. Bỏ hộp mang về. Bánh này đây là bánh bèo nè. Dạ đúng rồi. Còn cái này là bánh ít trần. Bánh ít trần. Cái này là bánh nậm. Bánh đúc nè. Bánh nậm. Bánh nậm Huế. Đây là bánh nậm Huế nè. Dạ. Thì đây lột ra rồi các bạn. Hay là nem Huế. Nem Huế đây. Dạ, cái này là chả. Thì chả tính tiền bò, chả heo. Chả bò là tròn và chả cây là heo. Dạ. Cái này tính sao chị Hương? Cái này nếu mà đang lẹ nó đẹp nhất này nha. Đầy đủ mấy loại đi bà. Cái nào cũng vậy. Con chả bò là một miếng này là 3 ngàn. 2 dĩa. 2 dĩa đầy đủ. Heo với bò là 3 ngàn, còn cái nem Huế là 7 ngàn. Đúng rồi, với một dĩa thập cẩm như để chị làm đây cho em thấy này là 35 ngàn một dĩa. Một người ăn no đó. Chị đang làm một dĩa đây. Thì những cái gia vị ăn cùng với lại món bánh bèo, mấy món bánh Huế, bánh mì với tóp mỡ chiên. Không, bánh mì Huế tóp mỡ. Nè, một dĩa thập cẩm 35 ngàn đây. Chị đang cho những cái tôm cháy, bột tôm cháy vô. Gồm bánh đúc nè, nem chả, chả bò, chả heo. Bánh nậm, bánh lọc, bánh bèo và cả bánh ít trần nữa. Rất là ngon, nhìn ngon các bạn. Cái tủ bánh nhỏ của chị Hương này đầy đủ mấy món bánh Huế ha. Từ bánh ít trần cho đến chả nem, hoặc là bánh nậm, bánh lọc, bánh đúc. Chị Hương đã bán ở đây rất là lâu rồi. Đây là một miếng chả bò của chị Hương theo làm theo chả bò của Huế đây. Một miếng như thế này 3 ngàn, cũng giống như là chả heo. Để thêm vô cái hộp một cái bánh bèo không á, bánh bèo với trời cho thêm hải luôn.
ngồi đây là rất là quen. Thì khách kẹp vào thì làm với đôi tay thao tác của chị rất là nhanh. Khách có thể đợi tí xíu xíu là có phần mang về. 22 năm trong nghề đây. Khách cũng đứng tuổi rồi, mua về cho gia đình đây. 28.000. Bạn có thể lựa chọn cái loại bánh bánh theo cái sở thích của mình. Mình yêu thích mà chúng mình thích ăn mòn gì thì mình kêu mòn đó. Không cần là phải là bắt buộc nó phải ăn thật cẩm. Tùy theo khách đó. Đây là mỡ hành hoặc là những cái bánh mì chia hoặc là dưa chua nè, hoặc là những bì mắm chị để sẵn cho khách mang về nè. Dạ đúng rồi. Cái chả bò hoặc là chả heo của chị Hương làm sẵn nè, của gia đình làm sẵn nè. Đó là bánh ít trần. Bánh ít trần nè. Bánh ít trần thì nó có cái gì trong đây em chị? Tôm với thịt đó em. Dạ, nó cũng giống không cái đây, bánh lọc thì tôm thôi à. Bột lọc nó cũng tôm với thịt luôn. Dạ. Còn cái bánh là tôm thịt băm. Dạ. Bánh đúc thì chỉ là ấy thôi. Bánh đúc thì bột với lại nước cốt dừa. Nước cốt dừa. Đây. Một những cái loại bánh đơn giản được sắp xếp lên cái tủ gọn gàng thế này. Cực kỳ đông khách. Cực kỳ ngon. Dạ, chị Hương là chị có làm và bán một mình thôi hả chị? Em làm em bán ở đấy không à, em không có... Dạ, rồi ban ngày có ai phụ chị không? Không, ở nhà thì còn phụ làm chứ. Dạ. Có chứ, hay làm với lại bè chị, ông xã chị. Dạ, đây là mình thuê thôi chứ đâu phải nhà mình chị hả? Không, đây là chị thuê mặt bằng ta. Dạ. Hồi xưa giờ chị bán ở đây thôi? À, một chỗ đấy thôi á. Dạ. Một chỗ đấy thôi. Đó là chị cứ lột sẵn ra là hết rồi, là bắt đầu chị lột. Thì Hương vừa mới chia sẻ là ban ngày thì chuẩn bị hết thì nấu thì có hai người ở nhà phụ và chồng và mẹ già nữa. Và khi mà chị đón ở đây thì mặt bằng này chị thuê cũng được rất là lâu rồi nên được rất là nhiều người yêu thích cái món Huế ở đây ghé ủng hộ. Dạ, mình làm mấy cái bánh này có khó không anh chị Hương? Khó chứ, nó mới mòn huyện mà. Chủ yếu là nó theo cái phong cách với lại cái gia vị của người Huế thôi, cái đúng hay không đúng không chị hả? Đúng rồi. Cái này là phải đúng gia vị Huế thì nó mới ngon. Dạ. Hương, sao mà hồi trước chị vô Sài Gòn sao chị chọn cái món này là truyền thống gia đình? Đây là món truyền thống gia đình chị. Truyền thống gia đình à? Món này là mấy đời rồi. Từ khi ba ngoài rồi tới mẹ chị, tới mấy gì nó có công mới tới chị. Dạ. Ba là cũng là 4 đời rồi đó. Dạ, 4 đời rồi. Cùng mỗi gia đình nhà chị Hương làm sẵn nè. Chị đang cắt nem Huế ra. Nem Huế rất là cay theo cái truyền thống của người Huế là món nào cũng phải cay nha các bạn. Đây, chị đang cắt cái cuốn nem Huế ra. Cắt cái cuốn nem Huế này ra thì nó sẽ ngon như thế này. Hình tam giác này các bạn, 7.000 một lát. Hình tam giác và to như thế này. Rất là ngon, rất là đậm đà những hương vị của Huế. Thấy khách cũng lai rai hả chị ha? Nói chung chị bán chủ yếu là khách công ty á. Công ty nó đặt hàng. Khách công ty gọi
điện tới đặt hàng. Một lần đặt cùng là 30-40 hộp. Dạ. Mình làm sẵn cái là đi giao cho người ta thôi. Coi như là điện là chị làm sẵn, xong là chị nhờ xe hôm đem đi giao. Dạ. Sẽ là cái khách công ty với lại khách doanh nghiệp rất là nhiều, người ta hay gọi tới quen rồi, người ta gọi tới chị chuẩn bị sẵn vài chục hộp giao cho khách đoàn với lại khách mà đông, thì chị làm xong chị sẽ nhờ xe ôm mang đi giao cho khách hàng. Muốn được cho người thân á, anh có hay ăn bánh bèo Huế của chị Hương không? Lần đầu ăn. Lần đầu ăn à? Anh thấy thế nào ạ? Ngon, ngon. Ngon à? Ở chú này nè, chú này ăn nhiều mà. Chú ăn ở đây còn được bao nhiêu năm rồi? Năm mấy à? Dạ, chú thấy giá ở đây được không chú? Được. À, bánh bèo ngon không chú ạ? Được. Chị hay ghé để mua chị Hương không? Có. Thì biết đến quán chị Hương bao nhiêu năm rồi ạ? Quán hơn 5 năm rồi đó. Hơn 5 năm rồi. Chị ăn gì thấy ngon không chị? Nó có cái chất gì mà chị, tại em thấy như rất là nhiều quán bánh bèo, bánh lọc nằm Huế, nhưng mà sao chị lại ghé chọn quán chị Hương? Thứ nhất là vệ sinh, với lại ăn rồi lúc nào cũng nhớ tới hương vị của Huế đó. Dạ, yeah, rồi. Tại vì nhà mình cũng có người Huế, em ở Sài Gòn, không xã mình ở Huế. Huế đang đợi để mua ăn. Cái hỏi là chị có hay mua bánh của chị Hương không? Dạ, có. Thì thấy giá ở đây thế nào ạ? Giá phù hợp với chất lượng. Dạ, chị thấy bánh ở đây nó khác với lại tiệm khác không chị? Dạ, ngon nhất khác dạ. Ở Bình Thạnh đó. Dạ, ngon nhất Bình Thạnh á. Rất là mê cái bánh của chị Hương. Chị cũng xuống thì chị Hương sẽ tự mình cắm cái đèn lên, cắm cái đèn lên cho sáng cái tủ lên. Thì chị bán tới 7 giờ tối rồi. Cứ một mình và một cô phụ thì chị Hương với đây hơi lột bánh rồi chuẩn bị cho khách tới ngồi. Người Huế là nấu ăn rất là ngon, rất là nổi tiếng từ xưa đến giờ. Giờ đa số là món cay, bún bò Huế, đồ hoặc là cơm Huế, thến, xúc bánh tráng, đồ này nọ và những món bánh của Huế nữa.